Xin chào các bạn, rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Hướng Nghiệp của mình. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn chủ đề Top 9 trường đại học đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Sau đây mình trình bày, mời các bạn theo dõi nhé. Trường thứ nhất đó là trường đại học FPT. Trường đại học FPT là trường được trao giải thưởng trường đại học đào tạo công nghệ thông tin xuất sắc tại châu Á. Trường đại học FPT được thành lập hơn 10 năm nhưng trở thành một trong những trường hàng đầu về giảng dạy ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đặc biệt là các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin trực tiếp giảng dạy cho sinh viên. Sinh viên học ở đây được đi thực tập ở nước ngoài. Sinh viên được đào tạo về những kỹ năng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường công ty nước ngoài và ngoài nước. Sinh viên được thực tập ngay tại các doanh nghiệp để cọ sát ngay từ đầu. Sau khi học xong, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các công ty của thuộc tập đoàn FPT. Các chuyên ngành đào tạo nổi tiếng của FPT như là kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, Internet of Things, thiết kế mỹ thuật số, điểm chuẩn đầu vào từ 21 điểm trở lên. Nếu các bạn yêu thích các cái chuyên ngành trên và có điểm từ 21 trở lên, hãy nộp đơn vào Đại học FPT nhé. Chúng ta đi vào trường đại học thứ hai, đó là Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập hơn 10 năm. Tuy nhiên cơ sở vật chất khá tốt, thuộc hạng khủng mới nhất, hiện đại nhất ở nước ta hiện nay. Với phương châm đào tạo kết hợp với nghiên cứu mang lại hiệu quả, phát triển năng lực cho sinh viên. Với mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành toàn diện, sáng tạo, phụng sự, đây là giá trị cốt lõi hàng đầu của trường, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo ngành công nghệ thông tin. Mục tiêu đào tạo cho sinh viên toàn diện về kiến thức, toàn diện về kỹ năng chuyên môn, có thái độ sống tích cực, phục vụ cộng đồng, đào tạo ra sinh viên năng động, bản lĩnh, tự tin, hội nhập với môi trường cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, trường chú ý liên kết trong quá trình đào tạo. Trường liên kết với các cái tập đoàn lớn như là IBM, Microsoft, vân vân. Chú trọng dạy tiếng Anh với các cái chương trình chuẩn quốc tế, lấy chứng chỉ quốc tế để dễ dàng xin việc về sau, đặc biệt là xin việc trong các cái công ty nước ngoài và đi làm ở ngoài nước. Các cái ngành đào tạo của trường, các ngành đào tạo của trường như là kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, thương mại điện tử, khoa học máy tính, điểm chuẩn đầu vào của trường là từ 23 điểm cho đến là 26 điểm, một cái điểm khá cao phải không các bạn? Nếu bạn nào có điểm chuẩn từ 23 điểm đến 26 điểm thì hãy làm đơn xin xét tuyển vào các cái ngành chuyên ngành về kỹ thuật công nghệ thông tin ở trường. Tiếp theo đó là trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là trường đại học đạt chuẩn quốc tế ở Việt Nam, được thành lập năm 2009 với sự liên kết giữa hai chính phủ Việt Pháp. Đây là trường công lập được quản lý trực tiếp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng đến đẳng cấp quốc tế với phương châm kết hợp nghiên cứu với giảng dạy, liên kết chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ, hợp tác giữa tư nhân và nhà nước. Các lĩnh vực đào tạo của trường, các lĩnh vực gồm có công nghệ sinh học và dược học, vũ trụ và hàng không, năng lượng,
công nghệ thông tin và truyền thông, vật liệu và công nghệ nano, nước, môi trường, hải dương học. Đây là những ngành then chốt của trường. Với thời gian đào tạo đối với cử nhân là 3 năm, đối với thạc sĩ là 2 năm. Sau khi sinh viên ra trường với ngành công nghệ, với kiến thức chuyên sâu và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Mời các bạn qua trường tiếp theo, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học trọng điểm, là trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở phía Nam Việt Nam. Đây là trường có nhiều giải thưởng lớn nhất trong và ngoài nước. Trường liên kết với nhiều trường đại học và giảng dạy bộ môn công nghệ thông tin trên thế giới. Điểm đầu vào của trường khá cao, điểm chuẩn phải đạt từ 7,25 điểm trên một môn thì các bạn mới được vào cái trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh này. Chương trình đào tạo của trường khá nặng, đầy áp lực với khối lượng kiến thức khổng lồ. Tuy nhiên, sau khi học, sinh viên ra trường làm chủ được kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng nghề nghiệp khá cao, dễ dàng xin việc với lương cao. Trường có các cái ngành đào tạo như là kỹ thuật máy tính, gồm có hệ thống tính toán hiện đại, internet vạn vật, an ninh mạng. Đấy là ngành chuyên ngành thứ hai, đó là khoa học máy tính như là an ninh mạng, công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu, xử lý ảnh. Điểm đầu vào phải đạt từ 24 đến 28 điểm, tùy theo năm học, tùy theo ngành. Tuy nhiên ở đây điểm 24 là khá cao đấy các bạn, 24 đến 28 điểm đó nào. Mời các bạn qua trường tiếp theo, đó là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ những năm 1996. Đại học Khoa học Tự nhiên được tách ra từ Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, là trường hàng đầu trong việc nghiên cứu và phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến nay, trường đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo sinh viên về ngành công nghệ thông tin. Sinh viên được đào tạo ở đây với những phương châm sau: trang bị những kiến thức cơ bản nhất, rèn luyện những kỹ năng tư duy, bản lĩnh chuyên sâu. Đặc biệt, trường liên kết với các cái doanh nghiệp, với các tập đoàn, với các chuyên gia quốc tế hàng đầu để đào tạo cho sinh viên. Nhà trường được nhà nước bảo trợ cho nên cơ sở vật chất khang trang và hiện đại. Cho nên sinh viên ở đây đào tạo ra rất là có năng lực và rất là có bản lĩnh. Các cái ngành, các cái chuyên ngành đào tạo của trường như là trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu chế tạo robot, lập trình điều khiển tự động hóa. Đây là những ngành cốt lõi của trường. Mời các bạn qua tiếp theo, đó là Học viện Bưu chính Viễn thông. Học viện Bưu chính Viễn thông được thành lập từ năm 1997. Công nghệ bưu chính viễn thông và truyền thông ra đời với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, với mạng lưới viễn thông công nghệ thông tin phủ sóng trên cả nước của FPT, vừa đào tạo vừa thực tiễn. Chuyên ngành đào tạo của trường các cái ngành như là công nghệ thông tin, an toàn thông tin, truyền thông đa phương tiện, công nghệ đa phương tiện, thương mại điện tử. Đây là những ngành then chốt của trường. Trường tuyển đầu vào với điểm đầu vào từ 23 điểm trở lên. Đây cũng là một cái điểm chuẩn đầu vào khá cao các bạn, 23 điểm trở lên. Với năng lực học sinh phải đạt từ khá trở lên, khá giỏi trở lên, đúng không? Đặc biệt các em có phải có cái niềm đam mê cháy bỏng về công nghệ thông tin và có yêu mến về cái ngành này thì các em nên vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để học.
Mời các bạn qua tiếp theo, đó là Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật đa ngành trọng điểm của Việt Nam. Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của châu Á Thái Bình Dương. Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường có chất lượng giảng dạy cao, đặc biệt là Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội, được thành lập từ những năm 1995. Điểm chuẩn đầu vào của trường cũng khá cao, phải đạt từ 7,25 điểm trên một môn thì các bạn mới có khả năng vào được Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vậy cái đầu vào của Đại học Bách Khoa Hà Nội là rất là gay gắt, phải không nào? Đội ngũ giảng viên ở đây chuyên sâu cao, tận tình với chương trình học tập quốc tế. Ngành đào tạo của trường gồm có khoa học máy tính, có hai nhóm chuyên ngành, đó là công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin. Ở đây các bạn xin lưu ý, kiến thức ở đây rất là khó, rất là khô khan, lượng kiến thức lớn khổng lồ, và các bạn học chịu đựng được áp lực rất là lớn. Tuy nhiên, bù lại khi ra trường các bạn có kiến thức chuyên sâu vững vàng, kỹ năng rất là ok, các bạn có thể xin việc dễ dàng và lương rất là cao, phải không nào? Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trường rất là có tiếng, có nhiều sinh viên ra trường lập nghiệp rất là thành công trên nhiều lĩnh vực. Tiếp theo đó là Học viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Đại học Lê Quý Đôn. Thời gian đào tạo ở trường là từ 4 đến 5 năm. Chất lượng đầu ra khá tốt, đảm bảo công ăn việc làm cho các bạn sinh viên, đặc biệt là có mức lương như ý. Với đội ngũ giảng dạy của trường Học viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Đại học Lê Quý Đôn khá hùng hậu. Hùng hậu ở chỗ nào? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây có hàng trăm giáo sư và phó giáo sư với hơn 500 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ chuyên ngành, với hơn 50 nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú, một cái lực lượng giảng viên khá là hùng hậu, phải không các bạn? Chính vì thế điểm đầu vào của trường cũng là khá cao. Và ở đây trường có các cái chuyên ngành đào tạo ngành công nghệ thông tin như là khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin. Điểm đầu vào là từ 22 đến 25 điểm. Chất lượng của trường đào tạo ra tương đương với chuẩn quốc tế. Đặc biệt là ngành công nghệ thông tin này thì nó tương đương với Đại học Bách Khoa, tương đương với các cái trường đại học quốc tế. Cho nên các bạn học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự thì an tâm, phải không nào? Rồi, đến trường thứ 9 cuối cùng, đó là trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ thuộc Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 2004, tuy nhiên đã trở thành trường đại học hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Trường Đại học Công nghệ đào tạo theo chuẩn quốc tế. Trường hợp tác nghiên cứu với nhiều trường, nhiều viện nghiên cứu lớn trên thế giới. Hợp tác với nhiều cái tập đoàn lớn như là Samsung, Toshiba, Viettel, FPT, VNVT, v.v. và v.v. Hợp tác với các tập đoàn lớn này nhằm mục đích là để cung cấp học bổng cho sinh viên. Ngoài ra còn tạo môi trường thực tập tốt cho sinh viên và chuẩn đầu ra cho sinh viên dễ dàng xin việc làm. Điểm chuẩn đầu vào của trường và các ngành ở trường như sau. Các cái chuyên ngành đào tạo của trường như là khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật máy tính. Điểm chuẩn đầu vào của trường cũng khá cao, từ 22 đến 26 điểm. Điểm chuẩn này là khá cao nha các bạn, tùy theo ngành và tùy theo năm. Những năm gần đây thì điểm đầu vào khá cao, đến 26 điểm. Các bạn lưu ý khi nộp đơn thì chúng ta coi thử năng lực của mình tới đâu.
Như vậy là gì? Ngoài chính trường trên đào tạo về ngành công nghệ thông tin thì các bạn có thể tìm ở các cái trường đại học nổi tiếng khác và các cái trường cao đẳng khác, tùy thuộc vào khả năng của mình mà các bạn có thể học cao đẳng cũng được. Các bạn nên chăm chỉ, nên siêng năng, nên tiếp thu những công nghệ mới, chắc chắn thành công gần sớm sẽ đến với các bạn. Với bài trình bày trên, Hướng Nghiệp Vương Hiền hy vọng sẽ giúp được các bạn chọn được ngành, chọn được trường ưng ý của mình để phát triển tương lai sau này. Một lần nữa, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đã ủng hộ, đã đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, chào và hẹn gặp lại.